Thưa quý vị, để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển, Bộ Tài chính sắp trình Chính phủ giảm thu một số loại thuế và tiền thuê đất, ước tính khoảng 135.000 tỷ đồng trong thời gian từ 3 đến 9 tháng. Danh sách được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm chi phí vay, coi như đó là khoản hỗ trợ lãi suất 0% của nhà nước cho người kinh doanh. Trải qua 2 năm đại dịch, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ đã phải đối diện với nhiều giai đoạn khó khăn nhất. Chính sách giảm 2% thuế VAT đã giúp các doanh nghiệp tiết giảm chi phí đáng kể, thúc đẩy sản xuất và kinh doanh. Thì nó nhắm đối tượng, nó trực tiếp đến hỗ trợ, trực tiếp đến nó kích cầu tiêu dùng cho người tiêu dùng và sau đó là doanh nghiệp. Còn đối với doanh nghiệp cơ khí này, chính sách miễn giảm thuế đã tạo thêm nguồn lực tài chính đảm bảo được đời sống người lao động, duy trì sản xuất để phát triển, nhất là chính sách giảm lãi suất, cơ cấu lại các khoản nợ của ngân hàng nhà nước đã giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để hôm nay trở lại với hy vọng sớm phục hồi. Đưa sớm tất cả những cái hỗ trợ từ cái nguồn vốn hỗ trợ vốn vay rồi hỗ trợ về cho người lao động thì chắc chắn là tôi tin là bằng cách nỗ lực quyết tâm của thành phố thì cũng sớm đến với doanh nghiệp. Lợi ích của chính sách tài khoá là như vậy nhưng chưa đủ để tạo sức bật cho các doanh nghiệp sau một thời gian dài khó khăn vì dịch bệnh. Để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển, Bộ Tài chính dự kiến sẽ trình Chính phủ giảm thu một số loại thuế và tiền thuê đất với giá trị ước tính khoảng 135.000 tỷ đồng, thời gian áp dụng chính sách khoảng 3 đến 9 tháng. Tổng cộng chung cái khoản miễn giảm thuế, phí, lệ phí, chúng tôi ước tính cỡ khoảng 88 đến 90.000 tỷ trong năm 2022. Bên cạnh đó, thì Bộ Tài chính cũng đang chuẩn bị trình Chính phủ để thực hiện giãn thu một số cái loại thuế và các khoản thu ngân sách như tiền thuê đất thì ước tính số giãn thuế đấy khoảng 135.000 tỷ trong thời gian từ 3 đến 6 tháng đến 9 tháng. Và như vậy thì sẽ tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp có thể giảm chi phí vay vì họ coi như là cái khoản hỗ trợ lãi suất 0%. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, việc gia hạn tiền thuê đất có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp bởi trong một thời gian doanh nghiệp có thêm nguồn vốn lớn thay vì nộp thuế cho nhà nước. Nguồn tiền này sẽ được tập trung để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, từ đó quay trở lại đóng góp cho ngân sách.